Sáng nay ngày 3 tháng 9, giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tuần Qua Sen lần thứ 3 năm 2018 tiếp tục thi đấu chặng thứ 2 với đường đua từ thủ đô Hà Nội về Thanh Hóa có cự ly 149 km. Xuất phát thi đấu trong cơn mưa nên ngay từ đầu, tất cả các tay đua đã đẩy tốc độ lên khá cao và trên đường luôn có các cuộc tấn công tất tốp mà khởi xướng là các tay đua đến từ Hà Lan, Philippines, Hàn Quốc. Trong khi đó, tay đua Trịnh Đức Tâm, đội tập đoàn Lộc Trời An Giang luôn bám sát các mũi nhọn tấn công này để tranh các giải thưởng dọc đường của chặng đấu. Và anh có 2 lần tung nước rút để đoạt một trong 3 giải thưởng dọc đường của chặng đấu. Cùng lúc này, các thành viên còn lại của đội tập đoàn Lộc Trời cùng tay đua Nguyễn Thành Tâm luôn hỗ trợ nhau ở tốp đông phía sau, chờ cơ hội để vươn lên tranh các thứ hạng của chặng đấu. Khi đi vào địa phận tỉnh Ninh Bình, thời tiết trở nên mát dịu và cơn mưa đã dứt hạt, đã tạo điều kiện để tốp thứ 2 tăng tốc đuổi bắt tốp 1. Mặc dù có lúc tốp 1 bỏ xa tốp 2 lên hơn 2 phút, nhưng với nỗ lực của các tay đua tập đoàn Lộc Trời cùng kéo tốp 2 bắt kịp tốp 1 khi còn cách đích 15 km. Tuy nhiên lúc này, một tay đua của đội NetCCN Cycle Team Lào là Nien van der Bijin bất ngờ tăng tốc vượt lên và anh đã thành công khi là người về đích đầu tiên trước tốp đông 40 giây và đã đoạt chiếc áo vàng sau 2 trận đấu. Nhờ tốp đông phía sau tay đua Nguyễn Thành Tâm, đội tập đoàn Lộc Trời cũng về đích trong tốp 4 vận động viên đầu tiên nên vẫn còn nhiều cơ hội đánh chiếm các danh hiệu cao của giải. Sáng mai ngày 4 tháng 9, giải tiếp tục thi đấu chặng thứ 3 với đường đua từ thành phố Thanh Hóa đến thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An có cự ly 154 km. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, các trường trong quyền Chợ Mới đã cơ bản hoàn thành mọi điều kiện để đón khai giảng năm học 2018-2019. Năm học này, ngành giáo dục huyện tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo từ nội dung, phương pháp, cách đánh giá nhằm phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất, thể chất và kỹ năng sống của học sinh. Để đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh, năm học 2018-2019, trường tiểu học A Kiến Thành đã được đầu tư xây dựng mới khang trang, sạch đẹp trên diện tích 6.200 m². Cán bộ giáo viên nhà trường đã có sự chuẩn bị kỹ càng với 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn đứng lớp. Đến thời điểm này, trường đã huy động được 626 học sinh ra lớp đạt 100% chỉ tiêu được giao. Để nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường thì năm nay trường tập trung thứ nhất là giáo dục đạo đức các em theo kế hoạch 30. Thứ hai nữa là tăng cường cái dạy các em là cái tiếng Anh 4 tiết trên tuần là theo cái đề án của bộ. Và thứ ba nữa là sẽ chỉ đạo cho giáo viên là tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy, quan tâm nhiều đến học sinh chưa hoàn thành để giúp các em là từng bước là chúng ta học tập tốt, là không để các em bên lề lớp học. Rồi đẩy mạnh các tiết ứng dụng công nghệ thông tin để kích thích các em hứng thú trong học tập. Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục nhằm phát huy nguồn lực xã hội phục vụ công tác dạy và học cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của đơn vị. Năm nay có điểm mới nữa là trường đã được xã hội hóa thêm một cái khối lớp 5 để dạy 2 buổi lên ngày, tăng thêm là trước đây là chúng ta chỉ dạy khối 1, khối 2. Năm nay có một cái mới nữa là thêm một khối nữa là khối 5. Trường cũng đã chủ động tổ chức đêm văn nghệ xã hội hóa là được 40 triệu. Đã trang bị hiện nay phòng tin học dưới 10 máy phục vụ trong năm học 2018-2019. Năm học 2018-2019, quyền Chợ Mới có 56.100 học sinh ở các bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Ngay khi kết thúc năm học 2017-2018, ngành giáo dục huyện đã chỉ đạo các trường học tiến hành rà soát, lập kế hoạch triển khai xây dựng, sửa chữa trường lớp để chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới, đồng thời hướng dẫn các trường tham mưu cho chính quyền địa phương tuyên truyền vận động xã hội hóa giáo dục, huy động kinh phí cải tạo, sửa chữa phòng học và các công trình phụ trợ khuôn viên nhà trường. Trong cái thời gian qua, trong nhất là mùa hè vừa rồi, thì ngành đã là đầu tư là cho trên 54 cái điểm trường là phải sơn phết, sửa chữa nâng nền, rồi lót gạch, vân vân, rất là khang trang. Rồi ngoài ra thì ở phòng cũng vận dụng cái kinh phí sửa chữa hè và kinh phí xã hội hóa để mà đóng sửa lại các cái bàn ghế mới cho học sinh trên là 1.000 bộ. Hiện nay thì cơ sở vật chất nhìn chung là trong năm học mới này
thì tất cả các trường đều khá là khang trang và đáp ứng được nhu cầu dạy học. Kinh phí của ngành thì đầu tư cộng với lại là kinh phí của là xã hội hóa thì ngành đã đầu tư tất cả trên là 6 tỷ đồng. Quyết tâm đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong năm học 2018-2019, ngành giáo dục Huyện Chợ Mới tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, trong quản lý giáo dục, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các trường, tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, gắn với phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và nâng chất các mô hình học tập ở các trường dân dân. Chúng tôi yêu cầu ở tất cả các trường phải học tập tốt hai cái mô hình mà phòng giáo dục đã phát hành, phát động trong 2 năm qua, mang lại một cái hiệu quả chất lượng nó tốt đẹp như ngày hôm nay. Đó là một cái mô hình về là vườn hoa học tốt cho các bậc học và một cái mô hình mà giáo dục đạo đức cho học sinh mang lại hiệu quả rất hay ở trong cái thời gian qua, đó là mô hình lớp học 4.0. Tức là lớp học thì không có học sinh không nghiện game. Cái thứ hai là học sinh nó không có chữ thề nói tục. Học sinh là không có bạo lực học đường và học sinh là không có hút thuốc và uống rượu bia. Ngoài cái giải pháp của ngành đưa ra thì ở đơn vị chúng tôi sẽ quyết tâm thực hiện tốt hai cái giải pháp mà chủ yếu là tập trung vào cái việc là đổi mới cái chương trình, giao cái quyền tự chủ chương trình về cho các tổ bộ môn. Thì tổ môn sẽ trên thằng đó chọn những chương trình là phù hợp với học sinh của từng đối tượng học sinh. Rồi sẽ tổ chức là nhiều các hoạt động là vui chơi, vừa học vừa chơi như là vườn học tốt, rồi tháng bộ môn hay là câu bộ tiếng Anh để cho học sinh là yêu thích đến trường, để các em được đạt kết quả tốt. Đến thời điểm này, mọi điều kiện chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2018-2019 của Huyện Chợ Mới đã cơ bản hoàn thành để sẵn sàng đón năm học mới với quyết tâm tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các trường học. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.